Xin chào mọi người Thời điểm cuối năm rồi Rất là nhiều người quan tâm đến việc mua nhà Và nhiều bác đã gửi thông tin tới Thiện Mong muốn là có thể chia sẻ về cơ hội tìm mua nhà đất vào dịp cuối năm này Nhưng nó phải là căn nhà góc Có hai mặt thoáng Địa chỉ mặt ngõ gần Và mặt tiền trên 4 mét Nhà mới nữa cơ Và hôm nay thì em Thiện sẽ cùng mọi người đi tìm nhà đẹp Với bất động sản nằm ngay gần ngã tư vọng Và khu viện Bạch Mai Kính Mời quý vị khán giả sẽ cùng xem ạ hô tả qua một chút về vị trí thì căn nhà đất của chúng ta nằm ở địa chỉ mặt ngõ ngõ thông một số nhà cùng dãy với mình thì có đặt cửa hàng nhỏ. cái điểm em thích nhất ở căn này đó là nó có hai mặt thoáng ạ tiếp giáp hai mặt ngõ mở cửa sổ cả hai hướng ở à, thì đẹp luôn số lượng các căn nhà mặt ngõ ở vị trí góc tại khu này ở thời điểm này thì hiện tại cũng không nhiều mọi người cần tìm mua thì có thể tới xem thực tế sớm nhé Căn nhà này là một căn nhà mới xây chưa Nhà mới chưa qua sử dụng Đang sẵn sàng chờ đón chủ mới ạ Diện tích mặt bằng đất là 40m2 Chiều ngang mặt tiền là 4m69 Phía sau là 4m75 Nghĩa là hơi nở hậu một chút ạ Toàn bộ đất trên sổ là đất thổ cư Đất ở đô thị lâu dài Có sổ hồng mới chính chủ Do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp Tài sản này cũng có giấy phép xây dựng hợp pháp, có đủ giấy tờ, có hồ sơ thiết kế, xây sẵn 5 tầng, công năng sử dụng đầy đủ. Thiết kế tổng thể 5 tầng thì vẫn là bố cục mỗi tầng 2 phòng. Tầng 1 thì cầu thang để ở cuối để tiện cho bác nào có thể làm văn phòng hay là bán hàng online thì mình dễ làm, dễ bố trí chỗ ngồi cũng như là treo biển băng. Tầng 2 trở lên thì cầu thang sẽ được đẩy vào giữa, để chuẩn bị cho cái việc chia phòng mỗi tầng 2 phòng. Tầng 2 này thì sẽ phù hợp để đặt phòng khách ạ. Tầng 3, tầng 4 trở lên thì mỗi tầng 2 ngủ là chúng ta được 4 ngủ rồi. Tầng 5 thì sẽ có phòng thờ phía trong, sân thượng ở phía ngoài. Công năng sử dụng như vậy đã được đáp ứng cơ bản. Cụ thể như nào thì quý cô chú anh chị có thể xem đến hết video. Em có quay liền mạch và đầy đủ nhá các phòng trước phòng sau thì đều có cửa sổ kể cả là phòng vệ sinh cũng có nhà và đất này thì nằm ngay đầu ngã tư Đại La với đường Trường Trinh Giải phóng nghĩa là ngay gần điểm chân cầu vượt ngã tư Hy Vọng hay là còn gọi là ngã tư Vọng ạ. từ vị trí địa lý nó dẫn tới những ưu điểm nổi bật của nhà khu này thì đương nhiên là sẽ có đặc trưng nổi bật là gần nhiều trường đại học và nhiều bệnh viện lớn á. Trường đại học thì quá là nhiều luôn. Bách khoa, kinh tế quốc dân, xây dựng vân vân. Viện lớn thì có Bạch Mai, Tai Mũi Họng Trung ương. Nhà này thì nằm cách đại học kinh tế quốc dân là 500 m thì chúng ta hiểu và định vị được là nó gần gũi như nào rồi. Từ cái vị trí địa lý thì nó dẫn tới ưu điểm về giao thông nữa gần ngã tư vọng là chúng ta đi bốn hướng đều là bốn trục chính ạ thẳng hướng giải phóng lê duẩn là vào khu phố cổ thẳng trục trường trinh sang ngã tư sở thẳng trục đại la minh khai thì đang có cao tốc trên cao đi vĩnh tuy nữa nếu mà xuôi theo đường giải phóng về phía nam thì tiện đường cho anh chị cô chú nào mà có quê hương ở các tỉnh như là hà nam nam định ninh bình hưng yên hải dương Mua nhà ở đây thì rất đẹp và thuận tiện nhá. Nhà thì không có nhiều đồ nội thất nhưng mà trang bị cơ bản bên trong cũng là chất lượng ạ. Cửa vào phòng và khuôn cửa là gỗ lim Nam Phi. Tay vịn cầu thang là bằng gỗ, bậc đá. Các phòng ngủ đều lát sàn gỗ ạ. Xây dựng ốp lát trần thạch cao hay là kể cả mái tầng thượng thì đều đã được chăm chút và làm đầy đủ rồi. Ở tầng 1 chúng ta xem là có sẵn nam sofa, bàn trà, và có hệ tủ bếp ạ à. Về cái giá nhá thì hiện tại đang được chính chủ mong muốn giao dịch ở à, mức giá trên dưới 7 tỷ Quý anh chị cô chú quan tâm và có nhu cầu mua xin mời đến xem xét và thương lượng Giá cả có thay đổi như thế nào thì em xin cập nhật ở phần mô tả nhé Như vậy thì qua vài phút điện hỏi vừa rồi em Thiện cũng đã giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình Thông tin cơ bản là căn nhà đất nằm ngay đầu ngã tư vọng Đại La Diện tích là 40 m2 nhân là 5 tầng. Chiều ngang là 4,69 m, địa chỉ mặt ngõ gần, ngõ thông. Xây mới lô góc, sổ đỏ chính chủ, pháp lý sạch sẽ và đủ giấy tờ. Để xem và nhận tư vấn chọn mua nhà Hà Nội thông tin trung thực, uy tín, nhận nhà xứng đáng số tiền chúng ta chi ra thì quý anh chị cô chú có thể gọi trực tiếp em Thiện nhé. Số em là 0902 661 999 á. Đến đây thì cũng đã là tầng 5 rồi em xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh